Thì sẵn tiện em chỉ cho anh luôn là bây giờ Tinder có chức năng nhận diện hình ảnh, nghĩa là tất cả những cái hình ảnh đã có mà có dấu tích xanh đó đều đã được xác minh thật. Nên là ở ngoài sao trên hình vậy, hoặc ngược lại trên hình sao ở ngoài vậy. Đây. Rồi sao? Ghê gớm chưa? Ủa, ý là bây giờ là đã có tích xanh rồi. Dạ, có nghĩa là những cái tài khoản này mà có tích xanh thì hoàn toàn yên tâm. Hoàn toàn yên tâm mà quẹt mà hẹn hò mà kết bạn luôn. Là được Tinder verify là dạ, chắc chắn đây là chính chủ đúng không? Dạ đúng rồi. Ok,